là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ Hàn Quốc. Nhắc đến thuốc phòng và điều trị tai biến mạch máu não, đột quỵ hay cao huyết áp thì chắc chắn không thể không nhắc đến sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Và đây là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của đất nước Hàn Quốc. An Cung Ngư Hoàng Hoàn được chiết xuất từ 23 loại thảo dược quý, giúp bổ trợ cho sức khỏe của chúng ta rất tốt. Và quan trọng nhất đó là nó có thể phòng ngừa được đột quỵ, giúp cho những người mà có thể bị tai biến mạch máu não, bị những cái di chứng để lại có thể phục hồi được. Thực sự đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà thời gian vừa qua đã giúp cho rất nhiều người có được lại sức khỏe như mình mong muốn. Vậy để sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn cho từng đối tượng như thế nào để có thể phát huy tốt nhất được cái tác dụng của sản phẩm như mình mong muốn, thì video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn cho từng đối tượng như thế nào để có thể phát huy được sản phẩm tốt nhất nhé. Đối với những người dùng An Cung Ngư Hoàng Hoàn để phòng ngừa tai biến và đột quỵ thì một năm nên dùng từ 1 đến 2 hộp, mỗi tháng dùng 1 viên. Nếu trong trường hợp mệt mỏi quá, có thể dùng 2 viên một tháng. Đối với người dùng An Cung Ngư Hoàng Hoàn để điều trị đột quỵ và tai biến, 3 hộp đầu tiên, mỗi ngày dùng 1 viên. Hộp thứ 4, cách 2 ngày uống 1 viên. Hộp thứ 5, thứ 6, cách 5 ngày uống 1 viên. Nên dùng ngay trong 30 ngày đầu tiên sau khi bị tai biến, kết hợp với các bài tập bổ trợ và bổ sung dinh dưỡng. Mỗi đợt điều trị cho người bị tai biến đột quỵ thường dùng từ 5 đến 6 hộp tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh. Đối với người đau đầu, tiền đình, thiếu máu não, tiền mãn kinh, rối loạn thần kinh thực vật, 5 ngày đầu mỗi ngày dùng 1 viên, 15 ngày sau 2 ngày dùng 1 viên, 1 năm nên uống làm 2 đợt. Sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn thích hợp dùng cho người từ độ tuổi 30 trở lên. Chúng ta có thể nhai trực tiếp viên An Cung Ngư Hoàng Hoàn rồi sau đó uống bằng nước ấm. Nếu như người bệnh mà không thể trực tiếp nhai được thì ta có thể nghiền viên An Cung Ngư Hoàng Hoàn trộn với nước và có thể cho người bệnh uống. Thời gian chúng ta dùng An Cung Ngư Hoàng Hoàn tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ăn 30 phút hoặc đầu giờ chiều. Tuyệt đối không nên uống vào buổi tối và phụ nữ có thai đang cho con bú cũng không nên sử dụng sản phẩm này. Vâng, vậy là vừa xong Nga đã chia sẻ cho bạn cách sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn cho từng đối tượng bệnh như thế nào, liều dùng ra sao. Các bạn chỉ cần căn cứ và làm đúng theo như những gì Nga hướng dẫn. Khi phòng, khi trị điều trị, các bạn sẽ sử dụng với những cái liều dùng khác nhau và uống đúng thời điểm thì chắc chắn viên An Cung Ngư Hoàng Hoàn sẽ phát huy tác dụng tối đa để giúp cho bạn có được sức khỏe tốt nhất. Đây không những là sản phẩm có thể mang lại sức khỏe cho bạn mà còn là sự quan tâm của bạn dành cho người thân trong gia đình mình. Nó sẽ là món quà biếu vô cùng sang trọng và ý nghĩa. Và với tiêu chí của koreashop 24 giờ, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn mang đến cho bạn những dòng sản phẩm tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho bạn, cho người thân trong gia đình bạn, để bạn có được một hạnh phúc trọn vẹn. Để được biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì Nga đã quay một chuỗi những cái video gói rất chi tiết, rất kỹ càng về sản phẩm này. Bạn có thể truy cập ngay vào kênh YouTube của koreashop 24 giờ để có thể xem trọn bộ video về sản phẩm, để hiểu rõ về sản phẩm để chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất dành cho sức khỏe. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web koreashop24h.com ngay tại đường link mà Nga đã đặt sẵn dưới phần mô tả video này. Bạn chỉ cần kích vào đường link đó và liên hệ với chúng tôi qua phần chat online hoặc có thể gọi điện trực tiếp tới số hotline 0979149256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp và hỗ trợ bạn đặt hàng một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn sức khỏe. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.